Và bây giờ nhìn lại một năm ấy, bây giờ sâu chuỗi anh em thì thấy là hay rồi. Em thì cá nhân em thôi, em nói trước, trong đấy anh phân tích tiếp. Tức là những cái gì mục đích của Nga ấy, mà bây giờ ấy, chơi lâu ấy, thì càng có lợi. Bởi vì sao? Bởi vì mục đích của ông không phải là chiếm vùng đất này đất kia, đúng như anh nói. Không phải là ví dụ như là ông chiếm cái Kherson xong rồi, hay là ông chiếm cái Izium xong thôi. Nhưng mục đích bây giờ ấy, là muốn đảm bảo an ninh nước Nga về sau lâu dài, đúng không? Tạo thành vùng đệm. Thứ hai là không để cho NATO nó dùng Nga kích động nữa. Thì về mặt lâu dài phải triệt tiêu sức mạnh của nó. Thì tôi sẽ bằng cách gì? Bằng cách là một là phải đập nát tất cả những cái gọi là cơ sở quân sự hay là gì đấy. Hai là kể cả về con người, để sao cho cái quân chủ lực ấy là nó phải xây dựng. Bởi vì cái này em nghĩ là người ta cứ nói chiến tranh là cái thời điểm 24 tháng 2, một năm. Nhưng thực ra trước đấy là từ rất lâu rồi. Đúng. Và nếu mà phải thông tin như thế thì rõ ràng đây là cái cuộc chiến giữa giữa phương Tây và Nga, nó đã phương Tây đã cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi. Lấy con bài Ukraine ra, đúng không? Thì như vậy là ta thấy rằng là cái cuộc chiến và mục đích cuối cùng của Putin ấy, là phải làm sao để suy yếu cái lực lượng để không còn là mức đe dọa nữa. Thì cái câu chuyện mà ngay cả Bakhmut bây giờ là cái bẫy để mà tiêu hao người hay gì đấy, không cần chiếm ngay đấy, thì nó là mới là cái thực sự là mục đích cuối cùng, đúng không ạ? Đây, tôi nói các bạn nghe rồi, nếu Nga thực sự cần đất thì Nga đã không rút khỏi Kiev và Nga đã không rút khỏi Sloviansk. Các bạn nhớ tôi nhé. Tức là Nga đã chiếm gọi là Bakhmut rồi, đã chiếm gọi là Sloviansk rồi, đúng không? Rồi là Kramatorsk rồi. Tức là Nga đã chiếm rồi. Tại sao Nga lại rút quân và Ukraine chiếm lại hai cái vùng mà Nga đã bỏ đi, và sau đó khi mà Nga rút đi thì rón rao rón rén. Sau đó khi biết Nga đi rồi thì bắt đầu nhảy cẫng lên nói rằng chúng tôi phản công và chiếm lại mà Nga đã thua chạy. Các bạn hiểu chúng tôi nhé. Đây là một cái điều mà tôi chưa thấy một cái đất nước nào mà chiến thắng bằng nhờ gọi là địch rút quân và nhảy lên sung sướng nói rằng chúng tôi đã tái chiếm, chúng tôi đã đánh và Nga đã thua. Ở đây tôi nhắc lại cho các bạn nghe, tại vì nhiều khi là trong câu chuyện Tuấn nói thì nhiều khi mình không nhắc lại thì nhiều khi các bạn không nhớ. Chứ tôi muốn nhắc lại những chi tiết đó. Có nghĩa là tôi khẳng định các bạn luôn, Nga muốn chiếm đất thì đã xong rồi. Đó, khẳng định một câu luôn. Nhưng mà chiếm để làm cái gì? Không có giá trị. Các bạn thấy không? Thực ra hồi xưa Nga chiếm ngay cái thằng Crimea thì làm ngay. Tại vì dù sao tôi nói các bạn nghe rồi, nếu mang ra gọi là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hay là Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thì Crimea xa xưa vẫn là của Nga từ thời Nga Hoàng. Rồi năm 1954 khi mà Tổng Bí thư Khrushchev dời coi như là tặng cho Ukraine để quản lý. Bạn nghĩ tôi nhé. Cái đó không có nghĩa rằng là Crimea là của Ukraine từ thời xưa, từ thời xa xưa thì là của Nga. Đó là hoàn toàn. Do đó là tại sao mà Nga phải lấy ngay cái vùng gọi là Crimea. Cái thứ hai nữa là Nga lấy Crimea để làm chi? Để mà bảo vệ cái hạm đội Biển Đen. Đó, cái đó là Nga làm ngay. Còn bây giờ toàn bộ cái Ukraine bây giờ thì Nga chơi rất là khốn nạn. Đó, lấy vùng Donbass, đó là cái vùng mà có thể nói là giàu phụ trù phú giàu nhất của Ukraine. Rồi sau đó là tới Kherson với cả Zaporizhzhia thì thực ra cũng không quan trọng mặt. Nhưng mà Nga muốn dùng cái Zaporizhzhia và Kherson đó để trong trường hợp khi mà nếu lỡ mà phương Tây ngã ngựa xin hàng thì Nga sơi luôn Odessa. Các bạn nhớ tôi nhá, nó tạo một cái thế liền kề. Nga phải lấy Zaporizhzhia, Nga phải lấy Kherson để làm bàn đạp để trong trường hợp xấu nhất xảy ra mà coi như là phương thế giới bây giờ ào cái chấp nhận thua thì Nga sẽ còn có cửa để mà trong lúc gọi là tiếp quản để mà sơi luôn cái vùng là Odessa. Thì tôi nhắc lại những chi tiết này cho các bạn biết, tôi khẳng định 100% Nga không cần lấy đất của Ukraine. Và ở đây cái câu chuyện rõ ràng cho tới giờ này các phương tiện truyền thông đều xác nhận một cách không chính thức, đó là gì? Đây là cuộc chiến giữa Nga và phương Tây với NATO, và Nga đang muốn chia lại thị phần. Đó, và rõ ràng bây giờ tới bây giờ này thằng Ba Lan nó có lý do lo sợ mà nó từng nói trước cuộc chiến rồi, tức là Nga sẽ sơi thằng đụng Ba Lan không phải cuối cùng đúng không? Ở đó và thằng Moldova và bây giờ tới thằng gọi là Litva, Latvia, Estonia. Nếu như Ukraine thua và nếu như thua Ukraine thua có nghĩa là NATO và phương Tây thua thì ai đảm bảo rằng Nga sẽ không sơi thằng Ba Lan, sơi thằng gọi là Latvia, Latvia, Estonia. Nhưng mà Nga sẽ không chơi, không lấy thằng gọi là Bulgaria, Hungary. Các bạn nhớ coi nhá. Chính vì vậy tại sao thằng Hungary nó ngay từ đầu nó tuyên bố là tôi ủng hộ Nga.
rồi thằng Bulgari là quay cờ nói rằng bây giờ chúng tôi xin gọi là khất không có cấm vận, đúng không các bạn? Rõ ràng các bạn nên nhớ nha, thằng Bulgari nó không sợ lắm. Thằng Bulgari là nó nằm ở phía dưới Biển Đen, nó ngang với lòng Thổ Nhĩ Kỳ. Thằng Rumani là cái thằng nằm trên thằng Bulgari đó, có nghĩa là, nhưng mà thằng Rumani thì nó không có gọi là ghê gớm, có nghĩa là các nước đó người ta lo sợ. Mà tới giờ này cái nỗi lo sợ đó đang trở thành hiện thực. Và tôi nói trở lại rồi, thằng Nga nó không cần cái thằng Ukraine đó, đất của nó quá nhiều rồi, không thiếu. Mà nó đang cần là cần coi như là bình định lại châu Âu đó. Và bây giờ một câu chuyện tôi nói thêm là vậy nè, ông trời đã giúp cho Nga. Thổ Nhĩ Kỳ bị động đất gần như là bom nguyên tử, và bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ đang cần tiền để mà khắc phục hậu quả. Mà bây giờ châu Âu, EU mẹ cho có vài tỷ, xin lỗi các bạn nhé, làm sao mà đủ vậy? Thổ như mới tuyên bố là không tham gia cấm vận Nga nữa. Đó, 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 đó. Quay ông, xe, quay tôi xe đang nói vậy nè. Tôi chỉ nói đưa ra một cái gọi là cái tư duy đơn giản nha. Tôi nói bây giờ Putin sẽ chơi đều như này. Nói là thôi thằng em, bây giờ mẹ thằng EU bây giờ nó đang cấm vận, nó đang phong tỏa tài sản của tao là 600-700 tỷ đô. Thì thôi bây giờ tao cho bằng chục tỷ đô để mày đổ về mày khắc phục hậu quả. Tôi nói các bạn nghe nha, thằng Thổ nó sẽ nhảy tưng lên, mẹ thằng nào dám lấy, đúng không? Mà nếu mà không cho thằng Thổ đó, mẹ thằng Thổ nó quay về Nga luôn rồi bỏ mẹ mấy thằng NATO. Tôi nói các bạn nghe nhá, bây giờ tôi đã nói rồi, tôi có hơi cái duy tâm, tôi nói rằng lịch sử thời thế đã tạo ra ông Putin và đã tạo ra nước Nga. Và tội nặng nhất là tội của bà Vanga. Bà này nặng lắm, tôi đề nghị bỏ tù chung thân bà. Do đó là tôi nói các bạn nghe, bây giờ rõ ràng tôi tự nhiên khi mà cái động đất của Thổ Nhĩ Kỳ, mà Thổ Nhĩ Kỳ bị nặng, mà bây giờ rõ ràng cái động đất này Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần không phải một vài tỷ đâu, mà là vài chục tỷ. Mà tiền ở đâu ra? Ai cho? Thổ không có tiền rồi. Thì Nga, tôi đang chờ đến ngày Putin sẽ nói rằng thôi ta cho chú em mày 50 tỷ từ cái 600, 700 tỷ mà châu Âu nó đang phong tỏa. Thì tôi nói các bạn nghe nha, đúng cái động đất này, động đất coi như là cả cái hành tinh nữa luôn á. Thì lúc đó tôi nói các bạn nghe, thôi Mỹ rồi xong rồi các bạn, Mỹ, EU giờ xong hết rồi. Thì tôi đang lo sợ điều đó, nhưng mà tôi vái trời là làm sao mà đừng để điều đó xảy ra. Thổ bây giờ em nghĩ là động đất ấy, thì người ta, người dân ấy, người ta nhìn vào cái chính quyền không có được bầu cử sắp tới không, thì là ông gì nghĩ là cái việc mà bao đồng của Thổ trong thời gian tới nó giảm bớt đi. Như vậy là sẽ mấy cái nước nào mà hỗ trợ Thổ nhiều động đất, trong đó có cả phương Tây, có cả Nga, thì đều ok. Cho nên là những cái chuyện bao đồng lợi dụng cái chuyện chiến tranh ấy để kiếm trác hay là lấy hình ảnh thì em nghĩ nó sẽ bớt đi. Vai trò Thổ thì mình nhớ rõ. Theo anh thì như này, nói thêm chút xíu. Bây giờ có thể là sắp tới bầu cử rồi, thì là cái khả năng ông Erdogan này, ông liệu có còn coi như là đỡ lại vị trí hay không, thì tôi nghĩ rằng là lịch sử giúp cho ông Erdogan thêm một nhiệm kỳ nữa. Tại sao? Tại vì Erdogan đang có gọi là cái vị trí tốt trong với ông Putin. Đúng rồi. Và bây giờ thằng mới lên thì không có thể có ông tốt được. Do đó là tôi nghĩ rằng là ông tổng thống Thổ đã có một cái chỗ đứng để mà coi như là tiếp tục. Và thứ hai nữa là bây giờ là Thổ giờ đang cần tiền, nhưng bây giờ thì không một ai ngoài ông Erdogan có thể mở miệng xin Putin. Do đó tôi nghĩ rằng đây cũng là cái sự gọi là khốn nạn của số phận của thế kỷ. Câu thứ hai nhé, em hỏi anh cái câu này em băn khoăn. Bởi vì là anh biết rằng cái cuộc chiến mà cái thành trì Bakhmut ấy, cái tham gia lực lượng chính ấy, chủ yếu là cái đội quân đánh thuê Wagner. Đấy, đội quân này thì gần đây ấy, nói chung là cũng có vai trò rất là lớn. Và truyền thông phương Tây là đang tuyên truyền là đang có lục đục nội bộ giữa cái quân chính quy của Nga với lại quân của Wagner này. Thì cái quân Wagner này thì vừa rồi cũng sau khi mà thành công ở Soledad cũng như là đánh vào trong Bakhmut á, thì lên vừa rồi mới lên thiệt hại nhiều quá, mới kêu là lên thiếu đổ, là Nga chưa cấp thế này thế kia. Thế nhưng mà cá nhân em nhìn thấy rằng là Nga đâu có thể đơn giản là lên nói chuyện quân đội nó khơi khơi đấy. Đây có phải là một cái chiêu trò gì đấy của ông Putin không? Tôi lần đầu tiên tôi đưa ra một cái nhận định mới, trước giờ chưa nói. Tôi nghĩ rằng là cái gọi là cái Wagner này á, là có thể của ông Putin, hay là ông Putin lại là có cổ phần lớn trong này. Tại tôi nói các bạn nghe nhé, trên thế giới chưa từng có một nước nào dám chấp nhận ra một lực lượng như thế này để mà tồn tại trong một quốc gia. Bởi vì mỗi một nước nó có lực lượng quân đội riêng, còn những lực lượng gọi là công ty vệ sĩ nó khác. Công ty vệ sĩ thì không, công ty này không phải công ty vệ sĩ, công ty này chuyên đi đánh thuê.
đánh thuê như vậy thì nếu như mà một đất nước mà bình thường thì không thể nào mà lại cho một lập một quân đội đánh thuê để đi đánh vậy, đi đánh 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 dùng những cái nước khác. Như vậy thì chính phủ của nước đó sẽ không không được gọi là không, thế giới không cho phép. Mà bây giờ tại sao mà đã có quân đội này? Rõ ràng là tại cái thời kỳ của Putin. Và tôi đang đưa ra một cái gọi là một cái thuyết âm mưu là Tổng thống Putin đã ngầm lập ra một quân đội riêng để bảo vệ mình. Các bạn nhớ tôi nhé, để bảo vệ mình chứ không phải là bảo vệ đất nước. Nhưng mà ông Putin có thể sử dụng lực lượng này như lực lượng đặc biệt để mà chui rèn luyện, để khi ông Putin hạ cánh xuống làm dân thường thì ông ta có hẳn một lực lượng chuyên bảo vệ ông ta. Tại vì khi ông ta và ở đời tôi đã còn nghe rất nhiều người tổng thống khi mà trở thành cựu tổng thống thì khi về vườn thì sẽ bị sờ gáy, thường là bị sờ gáy. Nhưng mà riêng ông Putin ông nghĩ xa rồi, ông nói ông này ông mẹ 20 mấy năm làm tổng thống rồi. Do đó là cái gọi xin lỗi các bạn nghe nhé, tai bay và gió kẻ thù nhiều lắm. Do đó ông Putin bây giờ ông đang, tôi cho rằng đây là, tôi chỉ nói vậy thôi nhé, còn là ông là cái Wagner này, tôi cho rằng đây là lính của ông nuôi luôn. Và rõ ràng chính phủ Nga đương nhiên vẫn phải nói rằng là cho phép công ty này tồn tại. Nhưng mà tôi hỏi các bạn bây giờ tiền đâu nữa để mua vũ khí? Nhưng đương nhiên là phải mua của chính phủ. Mà chính phủ không bán cho bất kỳ tổ chức tư nhân nào, ngoại trừ cấp cho đơn vị quân đội chính quy. Các bạn thấy không? Cái câu chuyện Wagner này nó hoàn toàn, nếu chúng ta chợt nghe chúng ta nói, ủa, y trong rừng vậy đó. 12 sứ quân thôi nói. Đằng này đây là nước Nga là một, mà bây giờ tự nhiên có một lực lượng quân đội một cách gọi gần như là chính quy mà độc lập, nó nhỏ xíu à. Thí dụ như là ông ở bên Chechnya thì đó là quân đội nó của gọi là nước Cộng hòa Chechnya. Nó gần như là quân đội của nước Cộng hòa chứ không phải của riêng ông và tổng thống Chechnya. Nhưng mà ở đây cái lực lượng Wagner này nó là lực lượng gọi là đặc biệt độc lập và hoàn toàn không chịu sự chi phối của chính phủ Nga. Đó là chúng ta thấy điều đó là một điều không thể tồn tại được. Một chính phủ không thể có hai quân đội, và đặc biệt nhất không thể có một lực lượng quân đội mà chuyên đi đánh thuê như vậy. Đó là các bạn nhớ điều này là không tồn tại được. Nhưng mà nếu chúng ta nghe thì nhiều người cho chúng ta nghĩ rằng trời ơi, mẹ Wagner này nó là tư nhân. Ôi tôi hỏi các bạn bây giờ trên thế giới cho các bạn, đố các bạn tìm ra một nước nào có một lực lượng đánh thuê như kiểu này. Hồi xưa duy nhất đó là thời Pháp có lực lượng gọi lính Lê Dương. Thực ra cái lực lượng lính Lê Dương này nó gần giống như là lực lượng gọi là Wagner. Nhưng mà lực lượng lính Lê Dương này lại chịu sự kiểm soát của quân đội Pháp. Đó, do đó ở đây chúng ta, nếu chúng ta liên hệ về lính Lê Dương và lính Wagner thì gần như chúng ta như nhau. Nhưng mà cái lính Wagner thì là không chịu sự quản lý của quân đội Nga. Như vậy chúng ta thấy không, đây không phải là chuyện bình thường, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Và tôi đang suy luận, tôi đưa thuyết âm mưu là lực lượng này là của Tổng thống Putin và ông ta đưa cho một đại tỷ phú để mà sở hữu và quản lý. Nhưng mà ai là cái người đồng ý chấp nhận cấp giấy phép, đúng không ạ? Chứ nếu không phải là của ông Putin thì làm sao mà ai làm được? Không có cái chuyện đó tồn tại. Do đó ở đây tôi đang nói suýt xét về và thuyết âm mưu thì tôi chắc chắn 50% là của ông Putin, 50% còn lại đó là có thể là cổ phần, có thể là cổ phần của những người yêu nước đóng góp tiền mà, đúng không? Mà em thấy chắc là các doanh nhân ấy vừa gần đây ấy, như là Gazprom ấy, là công ty dầu khí lớn nhất của Nga ấy, thì cũng đang thành lập một cái đội quân nữa. Tức là ở đây những cái gọi là những người yêu nước, doanh nhân yêu nước họ bỏ tiền mà họ thành lập những cái thời chiến mà nó có nhiều hình ảnh. Vừa gần đây thì em thấy rằng là cái ông này còn người ta tin đồn là có thể là tranh cử mà. Tức là tranh cử một cái vị trí nào đấy, thậm chí là người ta đồn là nếu mà ông Putin về, thậm chí còn có người ông ấy, ông cái gì nhỉ, ông tên là gì nhỉ, cái ông Wagner ấy, ông tỷ phú đó, tỷ phú đấy, nói vậy thôi, tỷ phú Gin đấy, em cũng nhớ là ông đấy là khá là lực lượng quân đấy, không được ông đó, ý nói anh cũng có ông hợp lý. Đó không thể lên tổng thống được, ông đó là không thể được. Cái ý em nói là người ta đồn như thế chứng tỏ rằng là nó không phải là người rừng, không phải là phỉ phiếc mà tự nhiên lại tôi đã nói các bạn rồi, không chưa một chính phủ nào cho phép tồn tại một quân đội chính quy như vậy, cấp cỡ anh sư đoàn. Tôi gọi là theo kiểu gọi là thống kê ở trên mạng xã hội á, thì họ có mấy ngàn người, thì tương đương với cả một sư đoàn thiện chiến. Đó, tôi không nói quân đoàn nhá, đó, tôi sư đoàn. Nhưng mà thực ra thì nó còn nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ là còn nhiều hơn nữa, nó có cả quân đoàn trở lên. Nhưng mà lực lượng đó là những lực lượng người ta không thông báo, người ta chỉ đưa trên cái số gọi là khống, gọi là theo kiểu khai khống. Khai khống là khai ngược lại, khai nhỏ lại. Tại vì không một ai biết là cái lực lượng Wagner này nó ở ngoài nước Nga nó bao nhiêu người, và hiện giờ ở tại nước Nga có bao nhiêu người.
Mình chỉ biết đây là lực lượng đặc biệt. Nó tuyển chủ yếu là tù nhân đấy. À, tù nhân mà tù nhân thì cũng không dạng một sống hai chết. Riêng trường hợp này thì tôi đang nói vậy này. Riêng cái trường hợp gọi là người ta nói rằng đây là lực lượng tù nhân để đi mà thay vì ở tù thì đi ra chiến đấu. Thì nó y như đám lính Lê Dương Pháp hồi xưa vậy đó. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng đó cũng chỉ là hình thức thôi. Tại vì sao? Tại vì thực ra cái lượng tù mà tôi nghĩ là nó không nhiều, mà chẳng qua là lực lượng nó lại có một lực lượng gọi là lính nghĩa vụ, lính quân đội mà đã về hưu. Người ta sẵn sàng đi theo để đó là một hình thức kiếm cơm. Tức là tôi cho rằng cái Wagner này nó gần như là nó có thể gồm có rất nhiều cái chủng loại. Nhưng mà người ta chỉ đưa ra một khái niệm chung chung là chỉ là những người lính, nhờ những người tù đi ra ở tù để thay vì không ở tù thì đi lính. Nhưng mà tôi nói các bạn nghe, ở tù mà đi lính thì sao mà đánh được. Tôi nói các bạn phải có khả năng chiến đấu. Như vậy là đa số rất nhiều người Nga, thậm chí kể cả cái giám Hồi giáo cực đoan. Thí dụ tôi nói các bạn nghe, Wagner có thể qua Syria để mà chiêu mộ, tuyển mộ những người lính của bên Trung Đông, để mà lính có thể lính Hồi giáo cực đoan, để mà dùng chúng nó để đi càn quét khắp thế giới. Đó, đó lực lượng, đó lực lượng cực kỳ là không công khai, nhưng mà người ta vẫn công khai, người ta công khai cái số lượng đây là tù nhân. Thì tôi cho rằng đây cũng chỉ là hành vi gọi là khai khống thuế thôi, chứ không phải là chính thức. Do đó tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu mà chúng ta ngồi bàn về cái lực lượng của Wagner này á, thì có thể nói rằng là cực kỳ là khó hiểu. Tôi gọi là khó hiểu. Và đương nhiên chúng ta thì là dân đen thôi, chúng ta nghe, chúng ta nhìn giống như chúng ta nhìn cái tòa nhà, chúng ta biết nó vậy thôi. Nhưng bên trong nó là cái gì không ai biết. Ai là người quản lý, chi thu như sao? Thì rõ ràng là tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nhìn cái lực lượng Wagner y chang vậy thôi. Em thấy đấy, để thấy là tình thế ở Nga thì chưa dùng nhiều lực lượng chính quy để cho coi như là Wagner dọn dẹp trước. Mà bây giờ nó cũng tình thế là nó cũng sắp sửa, là em nghe đồn là Nga, tức là truyền thông phương Tây nói rằng Nga đang dồn một lực lượng máy bay này, cũng như là tất cả những cái lữ đoàn, tiểu đoàn rất là lớn, chuẩn bị có một trận đánh lớn đấy. Thì với cả cái những cái đường mà từ Romania sang qua Odessa vừa rồi có một cái gọi là phà, cái cầu chính ấy, mà có đường sắt của tiếp vận của Ukraine từ phía Tây sang bị đánh sập. Thì anh có nghĩ rằng sắp tới có một trận đánh lớn không? Thực ra thì khả năng này nó là 50-50. Cái thứ nhất là phương Tây nói, Nga không nói. Đó, còn đánh lớn tôi cho rằng là vẫn lớn, không phải là không lớn. Ở đây tôi cho rằng là Nga đang chơi cái bài rất là đểu, tức là đáng lẽ Nga làm lèo luôn thì Nga giật lại và nói theo kiểu là đánh đâu chắc đó. Quái tiêu hào. Không phải, đánh đâu chắc đó. Tại vì kinh nghiệm xương máu trên thế giới, từ Đức Quốc xã cho tới gọi là Napoleon, rồi tới vua của Thụy Điển, rồi tới thành các thứ hai, có nghĩa là đánh ao cái nhưng mà không có người giữ, đụng chuyện cái là mất sạch. Thì Tổng thống Putin, tôi đã cho rằng, tôi cũng suy luận thôi, là Tổng thống Putin đã gọi là nhìn lại tiềm nhân để mà nói rằng bây giờ là phải củng cố, tức là đi đến đâu của mình tới đó, mẹ có mất cho nữa mình vẫn còn giữ được cái bốn. À, thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin đã chơi cái bài này, tức là giật lại và đánh từ từ, và thậm chí còn tạo ra một cái chảo lửa để mà cho lính của Ukraine vào để mà chiên gọi là BBQ. Anh nghĩ đấy là về mặt lực lượng của chốt là thực tế là tôi đã dạy rồi. Tôi nói thêm về Wagner nữa, tôi nói các bạn nghe nhé, không loại trừ khả năng mà lính Wagner cũng là lính của chính quy và người ta lại đưa về đó để quản lý. Tôi nói các bạn nghe, rất nhiều cái gọi là cái thuyết âm mưu. Bởi vì sao? Bởi vì mang Wagner mình vẫn yểm trả, đúng không? Bây giờ Wagner, nhưng Wagner là như thế nào thì không ai xác nhận được. Rồi chưa nói bây giờ tại sao mà tôi thấy rất nhiều cái đám thông tin truyền thông nó nói rằng là lực lượng coi như là ly khai của cả đâu mẹ nó thuộc Nga rồi, nó gọi là ly khai, nó đã được Nga công nhận rồi, nó thuộc được Nga rồi. Thì quân đội của Donbass, Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia hay là Kherson thì đều là lính của Nga rồi, không thể gọi đó là lực lượng ly khai được. Đó là lực lượng của Nga. Và bây giờ tôi đã đéo biết, tôi không chắc là bây giờ cái Wagner đó là nó là lại nữa cả, đúng không các bạn? Đó, do đó ở đây tôi đảm bảo các bạn nghe luôn, bây giờ là nếu mà ngồi chúng ta bươi ra chúng ta thấy ghê quá, ớn quá, mẹ không biết được nào mà lần. Ok, em sang câu hỏi thứ hai nhá. À, câu hỏi thứ ba. Cùng với thời điểm này thì có hai cái cuộc gặp, tức là một cái cuộc gặp giữa Biden và Zelensky, thì có một cái cuộc gặp của ngoại trưởng thi cựu của Trung Quốc, ông Vương Nghị, ông sang gặp bên Nga, đấy nó rất là hay. Thì bây giờ phương Tây lại chú ý nhiều cái thông điệp của Trung Quốc
sẽ gửi tới Nga là như thế nào đấy, thì em hỏi. Tức là bởi vì bây giờ sau một năm nhìn nhận lại thì thấy rằng là cái đòn mà thực ra em nghĩ là cái đòn sợ nhất của phương Tây chơi với Nga không phải quân sự mà là vấn đề cấm vận kinh tế. Nhưng mà sau mà kinh tế cấm vận kinh tế sau một năm ấy, như anh đã nhiều nói và các dấu hiệu gần như là nó thất bại, gần như là nó không phi tê. Nga thu nhập trên dầu mỏ vẫn bán được này, thu nhập trên tất cả gọi thẳng dư các thứ thì nền kinh tế nó có giảm trong tuần năm đầu nhưng mà nó có giảm không nhiều như là dự tính, và đến năm vừa rồi thì quý vừa rồi là nó bắt đầu tăng trở lại. Đấy, thì như vậy là phương Tây có vẻ là hết bài. Thì như vậy nó dẫn đến một cái việc là gì, cái xu thế mà ông Trung Quốc ấy đứng bên cạnh thì ông ấy sẽ muốn là bởi vì ông Nga mà yếu quá hoặc là như ngày xưa ấy, thì ông Trung Quốc là ông ấy không dạy thì ông ấy mất cái cơ đồ của ông ấy trong quan hệ với phương Tây, anh hiểu không? Nhưng mà trong gần đây thì Nga chứng tỏ rằng là mình chống trượng chọi được với cả, tất nhiên là Nga cần Trung Quốc, nhưng mà khi mà ông Trung Quốc thấy ông Nga cũng có vẻ mạnh và trụ được thì ông Trung Quốc lại theo anh đánh giá liệu là Trung Quốc Nga thế nào, có ủng hộ Nga tiếp không, hay là về mặt nào đấy chứ còn có liên quan đến chuyện Đài Loan sau này nữa, thì anh đánh giá sao về cái việc mà xu thế phân cực như vậy? Tôi nói các bạn nghe nha, tôi nhắc lại cái quá khứ mà khi mà ông Trump ông tiến hành cuộc gọi là chiến tranh kinh tế với cả Bắc Kinh thì Bắc Kinh cũng bị xiềng liền. Và các bạn biết rồi, tàu mà tàu nó chơi cái bài đổ tiền, đi tới đâu đổ tiền tới đó, tàu nó đổ tiền coi như là khắp nơi trên thế giới. Thứ nhất là tàu nhảy vào Mỹ mua gọi là chứng gọi là cổ phiếu chứng khoán của Mỹ, mua tất cả gọi cơ sở hạ tầng công ty gọi là ngân hàng, có nghĩa là tàu đầu tư nước Mỹ, là tàu là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ. Đó là Trung Quốc dùng tiền để đi, sau đó là thằng ông Trump ông chơi một cái thì Trung Quốc rút về đó, rồi tàu đã từng đổ rất nhiều tiền. Thì đó ví dụ như Campuchia, Hun Sen là nhờ chúng ta mà Campuchia được sống sót, nhưng mà bây giờ Hun Sen lại ngả về phía tàu vì tàu nó nuôi Campuchia, và toàn bộ cái Đông Nam Á này đều do tàu bỏ tiền. Châu Phi thì các bạn biết rồi, tàu cũng tới mua. Châu Âu thì là tàu cũng này đó, có nghĩa là bây giờ tôi nói các bạn nghe nha, Nga là một cái lý do để mà tàu lợi đơn lợi kép. Rõ ràng bây giờ khi mà EU mà từ chối ông ẻo hỡi em không xài dầu khí khí đốt đâu, thì Trung Quốc nói đưa đây đưa cho ngộ xài hết, ngộ léo bỏ cái gì à? Cái này ngộ có lời à? Ngộ giờ hồi xưa bình thường ngộ mua mắc dần, ngộ mua rẻ ngộ lời lắm à. Đó bây giờ trên thông tin truyền thông thì Trung Quốc được chiết khấu 40%, và cái giá dầu của Nga là gần như nó dưới cái giá gọi là cái giá gọi là áp giá trần. Như vậy thì các bạn thấy không, thằng nào chết, thằng tàu nó có lợi đơn lợi kép, và đương nhiên thằng tàu nó đang cần một cái người như vậy. Bây giờ nếu có nước khác thì Nga vẫn làm một cái thị trường béo bở để cho tàu có thể lợi dụng mà làm giàu. Và đương nhiên tôi nói các bạn nghe rồi, đây là cơ hội gọi là nôm na là đúng là mà trời cho, để mà tàu bám vào Nga để mà chơi ngược lại các nước khác. Tôi đảm bảo các bạn, do đó bây giờ tự nhiên trước khi mà cuộc chiến này thì tàu với Nga giống như là hai thằng coi như là không ưa nhau. Nhưng mà bây giờ tàu tuyên bố rằng bây giờ mà Nga bây giờ là bạn đời đời của ngõ rồi, ngõ đéo bây giờ bỏ đâu. Đấy, để thấy chưa các bạn, thấy không? Tàu nó xoay nhanh lắm các bạn. Tàu nó chở mặt nhanh lắm. Đó các bạn nghe, tôi nhắc lại cái quá khứ thôi. Từ cuộc kháng chiến chống Pháp là tàu đã nuôi chúng ta, giúp chúng ta. Tới kháng chiến chống Mỹ tàu cũng giúp chúng ta. Nhưng mà tàu chơi gọi là năm 72, tàu có một cái thuyết mới, đó là thuyết gọi là xét lại. Tức là mèo nào cũng là mèo, mèo trắng, mèo đen, mèo nào cũng là mèo, thằng nào tao chơi tốt. Thì rõ ràng trong khi năm 70, năm 68, khi mà chúng ta đánh Mậu Thân lần thứ nhất, tàu đã không ưa rồi. Đó, thì tôi nghe gọi là chú Tư Cang, ông nói rằng là khi chúng ta đánh lần Mậu Thân lần đầu thì chúng ta bị sơ hở, bị coi như là nó biết được, và theo chúng ta thiệt hại rất là nhiều. Sau đó thì Bộ Chính trị với cả quân ủy miền quyết định là sẽ đánh một cái trận Mậu Thân 68 lần thứ hai cực kỳ lớn. Thì lúc đó tàu không được chết rồi. Và thế là năm 72 tàu quay qua bắt tay với cả Mỹ. Năm 72 thì tổng thống Mỹ qua thăm Bắc Kinh. Và ngay sau đó năm 74 mẹ coi như là Mỹ mở cửa để cho tàu chơi cái Hoàng Sa. Các bạn, tôi nói các bạn nghe, ở đây thằng tàu thì đó các bạn nghe, tàu khốn nạn lắm. Do đó là bây giờ thằng Mỹ nó không hiểu được thằng tàu. Mà tôi nói các bạn nghe là mình người Việt Nam mình hiểu thằng tàu. Và thằng tàu này nó đang lật bài qua thằng Nga.
Và đương nhiên tôi các bạn nghe rồi, không có lý do gì thằng tàu nó sợ. Có tình bạn tạm thời đúng không anh? Coi như là thằng tàu này, tôi các bạn nghe rồi, khi mà thằng tàu nó ra mặt rồi thì chỉ có chết thôi. Các bạn thấy không? Chúng ta cũng xỉn liền với thằng tàu. Đó, mẹ một mặt tại sao thằng tàu nó ủng hộ Việt Nam chúng ta chống Mỹ, chống Pháp. Nhưng mà sau đó lại tàu nó lại bỏ tiền nuôi gọi là Khmer Đỏ đánh chúng ta. Vô sau đó rồi chính nó đánh chúng ta luôn. Các bạn thấy chưa? Thì ai dám đảm bảo rằng thằng châu Âu, thằng Mỹ không bị thằng tàu nó chơi? Khi mà có thằng Nga đứng bên cạnh, tôi không nói rằng là này nọ, nhưng đảm bảo là Nga là một cái thị trường cực kỳ lớn về đặc biệt nhất là dầu khí và khí đốt. Thằng tàu đang cần điều đó, không có lý do gì nó từ chối cả, chẳng ai dại bỏ cả. Do đó là tôi khẳng định bây giờ là cái thế bây giờ là gì, là tàu và Nga, Ấn Độ rồi thêm những nước gọi là trong BRICS đó. Và bây giờ là tôi đang muốn thế lực đang nổi lên Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Bốn thế lực này ta đảm bảo các bạn nghe luôn, không bao giờ nó chia rẽ, và nó đang cần để mà nó kết nối, để mà nó đối đầu. Đây là cơ hội để mà có cớ để đối đầu với cả NATO. Và tôi đảm bảo luôn bây giờ thế cờ đang ngày càng rõ. Và bây giờ tàu và Nga nó sẽ gần như là nó chia tay thế giới. Thằng tàu thì làm chuyên về làm ăn, Nga chuyên về vũ khí quân sự. Có nghĩa là hai thằng nó sẽ liên kết với nhau. Các bạn nhớ nha, một cái thằng có tiền, thằng có dân. À, làm ăn thì chúng ta khỏi nói, thằng tàu rất là giỏi, chúng ta phải công nhận. Gọi là cái thị trường lao động, cái thị trường sản xuất hay là gọi là công xưởng quốc tế thì nằm ở bên tàu, Nga không bằng được. Do đó ở đây là do kết hợp giữa Nga và tàu nó cực kỳ hay. Thằng gọi là, xin lỗi, thằng có sức, thằng này có công. Và thế là chắc chắn câu chuyện này nó sẽ tạo ra một cái gọi là một cái bên mới, một cái gọi là NATO mới. Đó, tôi đảm bảo các bạn. Nhưng mà em hỏi anh là cái ông Vương Nghị ông sang Nga thì ông sẽ nói gì? Tức là phương Tây nó sẽ bảo như này này, là đừng cung cấp đạn cho Nga, bởi vì đấy là làm danh đỏ của ông phương Tây. Thứ hai là Trung Quốc sang sẽ nói chuyện hòa bình. Thì vậy thì, nhưng mà bản thân anh nghĩ là Trung Quốc sẽ bảo, tức là mày cứ chơi mẹ tiếp đi, hay là tao ủng hộ, hay là mày thôi mày không đánh nữa. Nhưng hòa bình thì anh nghĩ bản chất là nó sẽ nói gì? Tôi đã các bạn nghe rồi, Trung Quốc rất là lý mẹ, tức là vậy này, nó không cần đồng ý đâu. Bởi vì sao? Riêng về vũ khí thì thằng Mỹ nó nói, tôi cho thằng Mỹ này nó đúng là thằng trời ơi. Tại vì riêng về vũ khí thì mẹ Trung Quốc kêu đại Nga bằng cụ. Bởi vì tất cả những vũ khí của Trung Quốc đều là mua, đều được sản xuất với cái bản quyền của Nga cung cấp và cái đảng cắt đấy. Có tất cả máy bay của, tất cả các loại máy bay của Trung Quốc đều là đã từng mua máy bay của Nga và đã được quyền gọi là được sản xuất tương tự. Có nghĩa là riêng về vũ khí thì thằng Nga không cần thằng tàu. Cái đó tôi khẳng định 100%. Mà thằng Mỹ nó chơi cái bài là nó gọi là bứt dây động rừng hay là rung cây nhát khỉ. Nói rằng mày đừng có ủng hộ. Tôi nói các bạn nghe, Triều Tiên mà Trung Quốc làm sao có khả năng cung cấp vũ khí cho Nga. Tôi cho điều đó cực kỳ nó là không hợp lý. Nhưng mà đó là lý do nó đưa ra để mà nó khuấy động dư luận. Nhưng mà đó là tôi tin chắc là Vương Nghị hay kể cả gọi là bây giờ Tập Cận Bình qua thì cũng nói rất là lịch sự. Tôi không muốn cuộc chiến xảy ra, tôi muốn hòa bình này nọ. Nhưng mà anh cứ đánh thì tôi cũng coi như không. Anh đánh cứ đánh, cái chuyện của anh, còn tôi đây thì tôi không can thiệp. Đó, chuyện nội bộ mỗi nước. Bây giờ rõ ràng bây giờ nếu mà tôi can thiệp thì không được. Và bây giờ chúng tôi đang đề nghị rằng là đó, ví dụ như trải xét chuyện của tôi là đó, Đài Loan, Trung Quốc là một. Bây giờ tôi đề nghị là không nên Trung Mỹ và không nên xía vào. Tức là xin lỗi các bạn nghe nhé. Ở đời mà thằng này nói, thằng kia có quyền nói. Và nói cứ thích thì nói thôi. Anh ta kêu gọi là ca bài ca con cá mà. Nhưng mà đặc biệt Trung Quốc rất là hay. Mẹ nó đồng ý, nó không nói không, ngộ léo biết, ngộ léo làm nhá, kệ mẹ chúng mày. Nhưng mà tôi đảm bảo các bạn, đằng sau, tôi nói các bạn một cái chứng Trung Quốc với Việt Nam thôi. Đúng không? Ngoài mặt Trung Quốc ủng hộ Việt Nam, đằng sau Trung Quốc bắt tay với Mỹ để mà chơi Việt Nam, và sau đó bắt tay mà Khmer Đỏ. Các bạn thấy không? Do đó các bạn hãy coi chừng. Ủa, thằng Trung Quốc nó có nào làm em ý kiến này. Thế là với em nhìn nhận Trung Quốc bây giờ là tọa sơn, ngắm coi hội đấu. Coi hội đấu. Đấy. Nó ở vị thế rất là hay. Tức là trước đây là Mỹ va chạm với Nga thì đầu tiên là có vẻ tưởng như là Mỹ đã thắng thế. Và Mỹ không thiệt hại gì cả. Thế nhưng mà sau một năm cấm vận thì rõ ràng là Nga và bây giờ đặc biệt là Trung Quốc đã có sự mà liên thông với nhau, thấy những cái cực này nó trỗi dậy mà. Thì em thấy rõ ràng là Mỹ bây giờ ở cái thế là lại bất lợi hơn. Bởi vì Trung Quốc rất khôn, bây giờ không tham gia gì cả, nó chưa gì cả, nó chưa động thủ gì cả. Nhưng mà đấy, bài toán là Ukraine rồi có đến Đài Loan, nó cứ chờ, anh hiểu không? Đấy, và rõ ràng là qua cái vụ tướng vừa rồi, cả hai bên cùng thực hiện, Nga cũng cho thấy là Nga cũng có điểm yếu. Và NATO thực sự là cũng thấy rằng là
cái tính coi như là hổ giấy nó cao. Ông Trung Quốc ông nhìn nhận rõ chuyện đấy. Anh có nhận không? Đúng. Đấy, vì vừa rồi ông Mỹ mới chơi cái bài bẩn là cấm chip Trung Quốc. Nhưng mà em nghĩ là cấm đấy lại là cái này càng đẩy Trung Quốc về phía Nga. Bởi vì sao? Đúng. Trung Quốc nó sẽ tập trung nguồn lực đầu tư để nó có một cái độc lập riêng về con chip. Đúng. Sau mẹ đánh nhau thì đấy chúng mày đỡ về chip, con chip thì tao tích tao cấp cho Nga thôi. Tích cấp thì ở đâu có hết. Đúng rồi. Đấy, thì nó hình thành rõ một cái cực. Và Trung Quốc bây giờ đang có lợi nhất. Anh thấy bây giờ xu thế chung ấy là những cái nước mà trung lập ấy, ví dụ như Việt Nam này, Châu Phi này, hoặc là các nước OPEC này, Ả Rập này. Rồi gần đây là mấy cái ông như Thổ Nhĩ Kỳ hay là Hungary hay là Brazil các thứ đấy, Nam Mỹ đấy, thì anh thấy rằng là bây giờ cái giọng rất là coi trọng Trung Quốc. Trung Quốc đi đến đâu coi như là người ta mẹ tiếp đón các thứ đến đấy. Đến nó thấy cái gì ngay cả trong chính sách ngoại giao của Việt Nam mình anh thấy không? Tức là có vẻ nể, không phải nể tức là canh chừng của Trung Quốc không? Thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái hù dọa với cả cái mà anh hay nói truyền thông ấy là phương Tây nó kêu rất là nhiều, nó kêu rất là ỉ xèo ỉ, nhưng mà rõ ràng đạn dược bây giờ không chơi được với Nga. Rồi là những cái sự đoàn kết ấy, trông thì rất là đoàn kết, nhưng thực ra nó là đoàn kết trên một cái gọi như là bọt biển. Đúng rồi, nó tan bất cứ lúc nào, quay xe bất cứ lúc nào. Đúng đấy, cho nên là cái từ nhận định của anh ấy, em muốn hôm nay là mình nhìn sau một năm mình nhìn bức tranh nó rộng hơn, chứ không phải chỉ đi với chi tiết một vài trận đánh. Ở đây có sự ông Trung Quốc ấy, là cái thông điệp ông Trung Quốc sắp tới thì với Nga nó quan trọng. Với cá nhân em nhé, em thấy rằng là Trung Quốc chắc chắn là về bề ngoài tuyên bố ấy, thì vẫn là muốn hòa bình, muốn chấm dứt chiến tranh, rồi không ủng hộ Nga trong cuộc chiến. Tất nhiên không ủng hộ. Nhưng đằng sau đây tao vẫn đồ đây không phải là đồ từ đạn dược không anh, mà đồ ví dụ như quân trang thứ gì Trung Quốc làm chùm, hoặc là những cái của UAV hay là những cái gì thì đây ông Trung Quốc làm chùm thế giới mẹ rồi. Đấy, em nói thật thế, cho nên là đợt này là còn công Đài Loan có chừng đấy. Thì anh cũng nghĩ sắp tới là Trung Quốc sang sẽ giật gần phía Nga để học hỏi, ví dụ có gì tao đánh Đài Loan thì mày coi như là ủng hộ tao, thế bây giờ tao ủng hộ mày, thì nó cũng là một cái thế. Chứ bây giờ nếu mà Trung Quốc mà bây giờ lại chơi lại Nga thì rõ ràng là ông kia thì xong Nga, không thì bao giờ điều đó xảy ra. Tôi nói các bạn nghe rồi, Trung Quốc không bao giờ bỏ Nga. Cái thứ nhất, trong tình huống này đây là cơ hội để mà Trung Quốc có, để khi mà Trung Quốc nhìn thấy NATO và EU thua trong Ukraine thì tôi một đảm bảo 1000% Trung Quốc sẽ sờ giải Đài Loan. Tôi đảm bảo các bạn nghe luôn. Bây giờ Trung Quốc thì đang chờ thôi. Và rõ ràng bây giờ là các bạn thấy chưa? Như hồi nãy Tuấn nói, tức là EU bây giờ nó đang coi như là lục đục, coi như là chia thành 3-4 phe. Cái phe thứ nhất là thằng Anh, thằng nhiều hôm nhất thằng Anh là một phe. Đó chưa ông Mỹ rồi. Đó, nó với Mỹ. Sau đó ở giữa là thằng Đức lại một phe lưỡng lự. Đó là thằng điện là phe thứ hai. Anh Mỹ một phe này, thằng Đức là lưỡng lự ở giữa này, mà đẩy nó đi một hồi, đẩy một hồi nó nói mày là đi trước đi cùng với tao. Thằng Pháp là cái thằng đủ BD chạy theo mẹ phe nào cũng phải theo. Đó, thằng Ý thì là ở giữa rồi. Có nghĩa là bây giờ là riêng cái đám gọi là diều hâu thì bây giờ nó trở thành quả mấy cả, nó trở thành coi như là kền kền ăn sắc chết rồi. Rồi sau đó nguyên một cái đám gọi Đông Âu, tức là Hungary, Bulgaria này, đó một phe này, Serbia cũng là một phe này ủng hộ Nga này, chỉ có thằng Ba Lan thôi. Đó, thằng Ba Lan, thằng Rumani nó cũng không có mặn mà. Đó, rồi Latvia, Litva, Estonia, ba thằng đó thuộc loại cấp ké rồi. Có nghĩa là nguyên một cái đám châu Âu đó thì nó chia năm xẻ bảy thì làm sao mà thắng được thằng Nga. Trong khi ngược lại thế giới, còn phần còn lại của thế giới đầu tiên là tôi nói là cái khối BRICS, đúng không? BRICS. Thì cái khối BRICS này nó chắc chắn là theo Nga rồi. Còn thêm mấy ông thành viên chuẩn bị thích gia nhập. Đó đó, tức là chắc chắn là theo Nga rồi. Và rõ ràng cái phé của Nga bây giờ là không ra mặt ủng hộ, nhưng mà âm thầm đủ mà đồng ý. Ở đây tôi cho bình thường đó các bạn, đâu cần phải nói chửi, đâu cần phải nói khen, mà im lặng là vàng. Ông bà nói rồi, im lặng là vàng. Và chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta đang im lặng, chúng ta không ủng hộ ai hết, nhưng mà đúng là thằng nào có lợi tao chơi. Tôi nói các bạn nghe luôn, có nhiều người là tôi thấy cái đám ba sọc nó cứ nói rằng là bài tàu, nó nói tụi bay nghe nhá, kim ngạch xuất khẩu mà tiểu ngạch chính ngạch mà tiểu ngạch nhiều hơn thì Việt Nam với cả Trung Quốc, thị trường Trung Quốc cực kỳ màu mỡ để tiêu dùng, thì cái gọi là sản lượng một tháng của xuất khẩu qua tiểu ngạch Trung Quốc thôi là bằng một năm xuất khẩu qua bên EU và Mỹ. Thì tôi hỏi các bạn bây giờ dân Việt Nam sống bằng cái gì? Sống bằng bên thị trường dân Trung Quốc mẹ gần 1.5 tỷ người. Đối với Việt Nam, xin lỗi các bạn nghe nhé, mẹ nó mua cái sạch Việt Nam luôn đấy.
Đó, ở đây tôi nói các bạn nghe rồi, chúng ta sống nhờ Trung Quốc. Tôi nói thẳng các bạn nghe luôn. Chúng ta sống nhờ Trung Quốc, nông dân chúng ta sống nhờ Trung Quốc. Ở đây chúng ta đang nói cái chuyện là nhờ thị trường của Trung Quốc, chứ chúng ta không phải là tay sai Trung Quốc. Như nhiều người cứ không nghĩ Trung Quốc nó thế này thế kia. Nhưng mà nó đến bây giờ nhá, là Trung Quốc nó bằng cả châu Âu cộng lại. Cái gì đó? Cái gọi nó khoảng 18.000 tỷ đô GDP. Nó bằng 4 lần, 5 lần ông Đức. Ừ. Mà Đức thì anh biết rồi, nó là đại ca ở châu Âu. Ừ. Nhưng mà Trung Quốc bằng 4, 5 lần Đức. Thì châu Âu thì cộng lại thì còn lại phần còn lại thì bằng đúng Trung Quốc. Ừ. Như vậy bây giờ người ta thấy rằng là cái trend ấy đi lên á thì Mỹ vẫn ok. Nhưng mà ông châu Âu đang đi xuống á. Đúng. Còn ông Trung Quốc và châu Á mới nổi mình đang đi lên. Đấy để thấy cái xu thế đấy. Cho nên là trước đây thì nói nghĩ rằng là ông Đức ông bá chủ trên anh thế giới thứ hai ông là mưa làm gió nhỉ. Nhưng bây giờ thì chỉ là rất nhỏ thôi so với lại bây giờ là Anh, Pháp, Đức, Ý thua rồi. Sau thứ nhất là dịch Covid, hậu dịch Covid. Tức là chưa cần chiến tranh đâu, chưa cần cấm vận của Nga thôi, đã là châu Âu đã bị suy kiệt. Rồi sau đó là cuộc chiến Nga-Ukraine làm châu Âu suy kiệt lần thứ hai. Đúng rồi. Cái lần thứ ba là Mỹ bóp cổ châu Âu. Trời, các bạn thấy không? Mày chơi như vậy sao chơi? Chơi vậy sao sống? Mà bây giờ EU bây giờ gần như chỉ còn có cái gọi là cái tiếng, không còn miếng. Bây giờ làm sao mà đi một cái thằng nghèo, một cái thằng mà bây giờ dân tình nó đang biểu tình, không phải ủng hộ Nga, mà là biểu tình để mà vì chi phí gọi là tiêu dùng, chi phí gọi là hóa đơn điện nước nó tăng lên như vậy. Thì tôi nói các bạn nghe, nó đéo cần ủng hộ Nga, chính phủ chết rồi. Tôi không cần phải là nó nói cho chúng tôi cần Nga, mà nó chỉ nói bây giờ chúng tôi cần chính phủ phải giải quyết cái vấn đề là gì, là cái hóa đơn của chúng tôi nó kéo xuống, mày kéo lên chết mẹ tao rồi, đúng không các bạn? Rõ ràng tôi nói các bạn nghe, bây giờ là gần như là 9 phần, 10 phần, 9 phần Nga đang có lợi. Đó, và tôi lại nói thêm chuyện nữa. Trong cuộc chiến cấm vận này thì là Nga thiệt hại một, thì EU thiệt hại chính. Có nghĩa là trong cái thiệt hại này thì tôi không phủ nhận Nga có thiệt hại. Nhưng mà so cái thiệt hại cùng với nhau á, cùng cái dạng thiệt hại, thì thiệt hại của EU nó gấp đôi, gấp ba lần thiệt hại của Nga. Như vậy làm sao Nga thua được? Tao nào gồng lâu hơn thì Nga chỉ thua trên mõm, mà bây giờ EU bây giờ không còn cái đường nào để mà mua. Trong khi là Nga vẫn còn cửa là Ấn Độ và Trung Quốc. Mẹ xin lỗi nhá, có thể là cái sản lượng không bằng thằng EU, nhưng mà đủ để Nga dư khả năng cầm cự, xin lỗi nha, 10, 20 năm. Tôi đảm bảo các bạn cái luôn. Và càng cầm cự thì EU càng chết chứ mà sống. À đấy, thì có một câu hỏi luôn, là câu hỏi cuối là em bảo là bây giờ thời gian thì đang ủng hộ cho ai? Ukraine hay là trong cuộc chiến này là với Nga, là hai bên đều một năm rồi. Người ta dự đoán có thể là còn lâu nữa. Đúng. Thì anh nghĩ là thời gian mới đang ủng hộ ai. Bây giờ nhớ là Mỹ đang sắp có thể bầu cử ở Đảng Cộng Hòa. Đúng rồi. Thì anh đã nói rồi, thời gian ủng hộ cho Nga. Và càng kéo dài là châu Âu tự lụi tàn. Không cần đánh. Tại vì sao? Nga cố tình kéo dài để tạo một cuộc chiến, để mà EU và Mỹ, NATO bị suy kiệt. Các bạn nhớ tôi nhé. Nga lấy, tôi đã các bạn nghe rồi, mẹ Nga lấy Ukraine cái một. Nhưng mà Nga không lấy, Nga giật về. Lúc đầu tôi cũng bực mình. Ủa tại sao đang đánh tới Kiev rồi? Chỉ còn có khoảng tháng nữa thôi là chơi mẹ rồi. Và Tổng thống Putin nói rằng chúng tôi không thay đổi chế độ, chúng tôi không giết thằng Zelensky. Đúng, ông Putin rất là hay. Giết thằng Zelensky thì nó là thằng hề thì dễ, nhưng mà nó sẽ làm cho thằng Zelensky trở thành anh hùng. Anh hùng. Nhưng mà Nga chơi đều, đéo cho, không cho mày thành anh hùng, mà cho mày thành tội đồ. Tội đồ của Ukraine và tội đồ của EU, tội đồ của NATO. Vì mày mà chúng ta dính vào, bây giờ chúng ta thua sặc máu. Đó, rồi thằng Đần cũng vậy đó, các bạn nghe rồi. Bây giờ tất cả những thằng gọi là những giới tinh hoa của EU và NATO, Mỹ đều đang trở thành cái mặt mâm, cái mặt dày, cái mặt mẹt để mà làm cho cái mặt ông Putin nó càng nổi lên. Tôi sẽ rất là buồn nếu như cuộc chiến này chấm dứt và Nga thắng. Nga thắng theo cái kiểu mà đánh nhanh quá, tôi muốn nó phải kéo dài, từ từ. Tôi nói các bạn nghe rồi, nó giống như kiểu nó chuyện chơi, giống như kiểu mình đi chơi gái vậy các bạn. Mình phải gắng tình từ từ, xào khô sống xào ướt. Mẹ lao lên, leo lên làm một cái giống như là bò, thì tôi nói bạn nghe tự nhiên là cả một ngày dài tự nhiên xong cái thôi ngủ khò cái vậy, coi như là tự nhiên là cuộc chơi nó thành mất sướng. Nó phải kéo dài. À, tại sao mà người ta nói, ông bà nói rồi, phải có khúc dạo đầu. Khúc dạo đầu đáng nhớ, thì rõ ràng là Nga đang chơi khúc dạo đầu rất là hay. Đấy, thì như vậy là thời gian thì nó rõ ràng là theo ý anh, nhưng mà cũng đồng quan điểm với em.
tức là nó ủng hộ Nga nhiều hơn đúng không? Đúng. Thứ hai là bây giờ ấy, em mà bây giờ em giả sử em là tổng thống Zelensky nhé, em không biết là sẽ chọn hướng nào để đi. Bây giờ đã leo lưng ngựa rồi mà bây giờ bị đánh liên tiếp, đánh coi như là vũ khí thì suốt ngày phải đi xin, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ xin không đủ, lên mạng nói rằng là lấy lại Crimea với lại sẽ cho xe tăng diễu hành ở quảng trường đỏ để kết thúc. Thì em nghĩ rằng là những cái lời bây giờ nó không phải là một cái bình thường nữa, tức là nó rất là một viễn tưởng. Thì tôi nghe cái ông ấy nói không có giá trị, anh có biết đâu. Thứ hai đó là bây giờ nếu mà như vậy thì rõ ràng là cuộc chiến bây giờ một bên thì đã ổn định được kinh tế và còn chưa sử dụng hết sức mạnh, máy bay còn như là chưa có xuất kích gì cả, những đồ hiện đại còn chưa dùng, mới chỉ dùng lính đánh thuê với cả quân chủ lực vẫn còn đang chờ. Một bên thì là đi xin từng vũ khí một. Nếu mà không có thằng Mỹ, em nói là Mỹ thì nó thay đổi chỉ gọi là nhiệm kỳ cộng hòa nên là nó khác, là bởi vì EU nó sẽ nghe theo thôi. Học thuyết của EU sau chiến thứ hai anh đều toàn là phòng thủ hay là tấn công, nên là lộ ra là hết đồ, không đủ đạn pháo để chơi với Nga. Bây giờ ông Ba Lan nó có xuất một vài con máy bay kho ông hết mẹ luôn. Đây là Nga rất muốn là ok mày cứ sang máy bay đi, tôi không nói nhiều, không phản ứng mạnh, anh hiểu không? Chỉ bảo không nói được ránh đỏ gì cả, chỉ bảo là vũ khí mày sang thì tao sẽ bắn nát như là cháy, như là xe tăng trong đời cũ. Anh chỉ nói một câu đơn giản như thế này: bây giờ tao chỉ cần nhìn thấy của xe tăng của Anh, Mỹ, Pháp, Đức diễu hành ở quảng trường Maidan ở gọi là ngay khu đô Kiev thì tao sẽ tin thằng Zelensky nó đúng. Bây giờ tao đảm bảo bây giờ máy bay F-15-16 bay trên bầu trời có diễu binh ấy, bay trên bầu trời Kiev và ở dưới xe tăng bò lộn ngộn như duyệt binh mà hồi xưa mà Moscow duyệt binh xong ra chặn luôn á, thì bây giờ tao chỉ cần nhìn điều đó thôi. Nếu như chúng mày có một cái cuộc diễu hành của xe tăng của Mỹ, của Anh, của Đức, của Pháp và máy bay F-15-16 bay thôi mà đang ở trên gọi là Kiev thôi thì tao tin chắc là lời mày nói còn khả dĩ có thể. Đúng rồi. Nhưng mà tao nói mày nghe nhá, mẹ mày diễu hành kiểu đó thì Nga nó chơi khoảng 100 quả tên lửa thì tao nói má nó nhìn không ra, còn một chút nó là cái gì luôn á. Thậm chí không phải sắc vụn nữa mà là bữa gọi là, xin lỗi các bạn, nó là gọi là đống bầy nhầy sắc vụn nữa. Đó, nó chảy mẹ ra rồi. Tao nói mày nghe nhá, tụi bay nghe nhá. Thằng Zelensky, Nga nó có gọi là pháo nhiệt áp, tụi mày nó bắn 3.000 độ sẽ đang chảy thành nước đúng không? Mẹ 3.000 độ mà đây em thay mặt khán giả em cũng chia sẻ như thế này, tức là trước đây nghe anh Hùng nói nghĩ anh Hùng kiểu như là yêu nước Nga quá hoặc là pro Nga, thì anh nói đả kích những cái hư của phương Tây, cái xấu của phương Tây á, như là truyền thông phương Tây rồi là những cái bản chất ra. Thì đầu tiên người ta nghe bảo ông này ông ấy nói xạo hay là ông ấy nói hơi quá, nhưng mà sau một năm nhìn lại á thì mình rõ ràng là mình thấy những cái điều anh ấy nói là đúng. Vừa mình xin chia sẻ thật là bản thân tôi cũng không phải là người như kiểu anh em nói rằng là chắc là mà hai ông bỏ đỏ hay sao nói kiểu đấy đúng không, nhưng mà tôi thì cũng từng du học sinh ở bên Mỹ, với nước Nga thì tôi cũng từng sáng chơi thôi, cũng không phải là gắn bó gì nhiều. Nhưng mà bản chất là sau khi mà mình nhìn nhận một cách lịch sử và cũng nghe anh Hùng nói thì thấy cái điều mà anh ấy nói về cái sự coi như là phương Tây nó cũng có mặt tốt anh. Nó cái mặt xấu của nó thì nó còn xấu hơn cả cái gì mà cái xấu của cộng sản. Tôi nên là những cái truyền thông thổ tả của phương Tây mà anh thấy nó ý mà nói mà em cứ tự nhìn nhận bản chất ấy thì nó đúng là như thế thật. Thì cho nên là đây cũng không mang tính chất tuyên truyền gì cả mà chỉ muốn là giao lưu để hỏi có ông nào thích đồng quan điểm với bọn tôi thì chúng ta cùng chia sẻ những cái mà chúng ta nhìn nhận như vậy đúng không? Đấy, thì để thấy rằng là cái kết cục cuộc chiến trên chiến trường và trên cái lý lẽ của cuộc chiến tranh này nó là cái gì để chúng ta nhìn thấy, chứ là không ai mong muốn chiến tranh nó xảy ra cả. Đấy, nhưng mà đây nhìn nhận là mang tính chất là nó trung lập hơn. Và mỗi người có một cái quan điểm của mình, có ông thì ủng hộ Ukraine hoặc là ủng hộ phương Tây, có ông thì ủng hộ cái cuộc chiến dịch đặc biệt đấy của Nga, thì mọi người tôn trọng thôi. Nhưng mà đây là anh em trong lúc trà dư tửu hậu có mấy cái nhận định riêng và có mấy cái quan điểm riêng để sao cho chúng ta nhìn thấu đáo hơn lịch sử và cuối cùng là chúng ta dự đoán nó chính xác hơn với những cái thông điệp mà trên báo chí chúng ta chỉ biết thông báo chí đúng không anh, còn kết quả thì chúng ta phải nhìn chiến trường đúng rồi, và nhìn những cái mà thế giới hiện nay đang phân cực hoặc là đang suy thoái kinh tế là sẽ nó ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của chúng ta,
chúng ta quan tâm hơn đúng không? Nhưng mà đây là trong lúc mà Trà Dương Tử Hậu có vài cái câu hỏi hỏi anh Hùng trong cái một cái ngày đẹp trời nhân sự kiện gần một năm diễn ra cái cuộc chiến này cũng hao tiền tốn của rất là nhiều, cũng tốn rất là nhiều những cái bài báo cũng như là những nhận xét của khán giả. Thì đây thì mình là một cái đại diện của người mà làm ăn bình thường ở Việt Nam và cũng quan tâm đến cái cuộc chiến, và một cái anh bạn là truyền thống của chúng ta Việt Nam chúng ta là Nga, và một cái anh bạn là đang cũng làm ăn rất nhiều với chúng ta là phương Tây. Đấy thì bình thường, nhưng mà đây là nhìn nhận riêng của cuộc chiến thì chúng tôi mạng có những cái hỏi và bình luận riêng. Đấy, thì cũng xin là có khán giả nào mà ủng hộ thì vỗ tay, còn khán giả nào mà không nghe ghét nữa thì thôi thì cũng cho một cái dislike để anh em biết được cho cái kênh của anh Hùng nó hơi phong phú đúng không ạ. Đấy là một cái góc nhìn khác thì xin chia sẻ như vậy. Chắc là hôm nay có một vài cái lời hỏi anh Hùng vậy thôi, thì lần sau thì có thêm những thông tin mới thì em sẽ đại diện khán giả hỏi thêm. Sẵn đây thì tôi nói là tôi sẽ có chương trình liên tục với cả đây là Minh Tuấn, đó là chương trình riêng về gọi là hỏi xoay đáp xoay về Nga Ukraine. Còn đương nhiên thì mỗi một người thì tôi có một chương trình riêng và cái cách nói chuyện riêng. Chứ còn nếu mà tôi chỉ đơn thuần tôi lên tôi chửi thì riêng kênh của tôi nó hào hào hay khác, nhưng mà riêng Tuấn đây thì không có kênh riêng, thành ra là phải đi ké, gọi là đi ké kênh của tôi, kêu gọi giống kiểu như là bóp vũ dạo. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lần khác. Có bảo mình cũng pro chưa sang Mỹ bao giờ đúng không?